Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với channel của Reaction. Hôm trước thì mình thấy có một bạn comment trên cái kênh của mình là tại sao mà em cố sắc 10 mà mãi nó vẫn không được. Đấy. Ok, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ một chút cái gọi là ý kiến cá nhân của mình về cái vấn đề đấy. Mình cảm thấy là cái vấn đề đấy nó là một cái vấn đề khá là nan giải của nhiều bạn đang chơi UX bây giờ. Đấy. Nói chung là đang cố sắp 15, cố sắp 12, cố sắp 10 mà nó vẫn không được. Ok, thì làm sao để mà có thể cải thiện được cái đấy. À, thì máy này đang hơi ốm, quay video làm video cho các bạn xem nó đang hơi khó. Đấy, trong video mà có ho thì các bạn thông cảm nhé. Cái con Rubik mình sử dụng trong video này là con RS3M2020, con main của mình. Thì các bạn có thể tham khảo giá bán của con này và các cái sản phẩm Rubik khác tại website rubikstore.vn và mình sẽ để link bên dưới phần mô tả cho các bạn xem nhé. Ok. Rồi. Đây. Đầu tiên này đến cái vấn đề của bạn, nói đến cái vấn đề của bạn kia trước. Đấy, thì các bạn cũng gọi là cố để sắp 10 mà nó vẫn không được và các bạn cảm thấy khó chịu đúng không? Đấy. Thì nó cũng giống như kiểu là các bạn học bài ở nhà thế thôi, mà không biết bây giờ các bạn có phải gọi là cố để nhồi nhét những cái gì vào đầu hay không. Ví dụ các bạn đi học mà các bạn phải, ví dụ cố phải học thuộc một cái bài này, cố học thuộc cái bài này thì nó rất là khó đúng không? Có những cái môn mà các, ví dụ các bạn thích học, các bạn cảm thấy các bạn học nó được, học nó tốt, nó vào thì các bạn học nó rất là dễ hiểu đúng không? Các bạn phải luyện làm sao để cho nó cảm giác, nó cảm thấy nó thoải mái nhất có thể là được, chứ đừng cố. Ví dụ mà các bạn đang 15 giây mà các bạn bảo là mình cố xong 10, 15 giây thì làm sao mà xuống được 10 đúng không? Nói chung là các bạn phải xem được những cái mốc như thế. Ví dụ 15 giây nhá thì các bạn chỉ xuống được ví dụ 13 giây này. Ví dụ các bạn luyện khoảng tầm 2 tháng nhá, là nhanh ấy, 2 tháng xuống 13 giây là quá nhanh ấy. Đấy. Nói chung là 15 giây mà mình nghĩ xuống được đến 13 giây thì nó phải tầm khoảng 4 tháng. Chứ 2 tháng thì xuống 13 giây thì khá là nhanh. Đấy, 13 giây thì bắt đầu nó còn xuống 12. 12 xong rồi xuống 11 cũng chắc cũng phải tầm nửa năm. Bạn nào nhanh thì 3-4 tháng nhưng mà mình nghĩ là phải tầm nửa năm. Đấy. Nói chung là nó cũng sẽ có những cái mốc như thế. Thì các bạn để ý, ví dụ 11 giây thì các bạn xuống 11,5 giây. Sau 11,3, 11,2, 11,0 đấy, xong rồi nó lại lên 11,1, xong rồi cũng mãi nó mới xuống được 10,9. Nói chung là các bạn luyện cái đấy nó sẽ mất rất là nhiều thời gian, trừ những bạn gọi là có cái khả năng đặc biệt hoặc là những bạn gọi là chơi nó quá là xuất sắc rồi thì mình không nói, được chưa? Ví dụ nhá, mình sẽ chia sẻ cho các bạn một vài cái kinh nghiệm của mình như ngày xưa đấy, cái lúc mà mình mới chơi nhá. Mình chưa học được công thức, chưa học được nhiều công thức thì mình cái đợt đấy là ví dụ lấy một cái mốc 30 đến 35 giây đi thì vẫn có thể nó xem nhau được. Ví dụ dùng một cái bộ công thức mình đã học rồi, nghĩa là chưa full C-Fort nhưng mà dùng những cái gì mình đã có thể học được thì lúc ấy nó cũng chỉ hên xui thôi. Cái ví dụ cái phần cross nó dễ hơn thì nó giải nó nhanh hơn thế thôi. Xong rồi là 35 giây cố gắng giải nhanh đến 30 giây rồi. Ok. Nhưng mà đến cái lúc mà một thời gian mà chơi được tầm khoảng 25 giây rồi và bây giờ mình phải học full C-Fort thôi, mình không học full thì nó không giải nhanh hơn được đâu. Đấy, thì sẽ có nhiều bạn nghĩ như vậy, có nghĩa là chơi ví dụ chơi được khoảng 25 giây rồi bạn bây giờ mình phải học hết công thức thôi, không học hết công thức thì không được. Đấy, thì cái đấy là các bạn biết mình cần phải học cái gì thì các bạn luyện cái phần đấy. Nhưng mà khi mà các bạn đã học được full C-Fort rồi mà các bạn vẫn không dưới 20 giây, cái này là cái mốc 20 giây là cái mốc rất nhiều bạn gọi là chưa luyện được cái phần đấy mà đang gặp phải rất là nhiều cái mốc 20 giây mà là full C-Fort rồi, nó vẫn chỉ được 20 giây hoặc 18 hoặc lại lên 20, chứ nó trung bình nó chưa thể xuống được 20 hoặc là chưa được thể xuống được 20 đấy. Thì các bạn phải luyện đến những cái khác chứ không phải là chỉ công thức là xong. Các bạn cứ cảm thấy là các bạn chơi tốt rồi nhưng mà thực ra là còn rất nhiều phần các bạn đang gặp vấn đề, ví dụ cross các bạn chưa tối ưu này đấy, ví dụ làm này xong rồi chuyển sang. Nhưng là nó đang bị, ví dụ các bạn đang gặp vấn đề về cross hoặc là FL thì các bạn cần phải cải thiện là cái phần đấy chứ không phải là cứ đâm đầu vào học công thức. Ví dụ hôm trước có một bạn comment hỏi mình là học ZBL có sắp 10 được không, hoặc là sắp 10 thì có cần học ZBL không, học VLS không, thì thực ra mình trả lời thẳng luôn là không cần phải đến những cái đấy, vẫn có thể sắp 10 được. Các bạn chỉ cần full C-Fort và luyện lúc hết là các bạn có thể chơi được khoảng tầm 8 giây rồi đấy, không cần phải học nhiều làm gì cả. Nhưng mà trong cái C-Fort thì nó có C-Fort cơ bản với nâng cao nhé. Ví dụ nâng cao thì nó sẽ có ví dụ từ cross đấy, hay là ví dụ cross chuyển từ F hay là sang nó phải mượt này, hoặc là các bạn phải làm được X-Cross này đấy, thì cái X-Cross nó vẫn trong cái bộ C-Fort nhá nhưng mà nó nâng cao hơn, hoặc là Pseudo Slotting hoặc là Keyhole đấy, cái đấy nó vẫn là nâng cao hơn.
thì các bạn phải là biết được những cái đấy, ít nhất là các bạn phải biết được những cái đấy đã. Đấy, xong rồi cố gắng tối ưu cái phần FL nữa, làm cặp này và nhìn cặp khác đấy, nó phải ổn ổn như thế, chứ đừng có muốn ngày một ngày hai mà nó cải thiện được. Ngày trước thì mình luyện đến lúc mà tầm khoảng 18 giây mình cảm thấy nó không nhanh được nữa, thì mình có xem được những cái video trên mạng hướng dẫn slow motion này, và bây giờ mình vẫn dùng những cái đấy để mình hướng dẫn lại cho các bạn, chia sẻ lại cho các bạn những cái kinh nghiệm mà ngày trước mình giải từ 18 giây xuống 15 giây. Nó là cái đợt đấy 2 tháng mình không tính thời gian, có là mình chỉ slow motion thôi, có nghĩa là như thế này này, mình đảo lên cho các bạn xem nhé, có nghĩa là 2 tháng mình chỉ luyện như thế này này. Đây, tính toán cross đủ các thể loại đấy, mình làm này, chỉ làm như này thôi 2 tháng này đấy. Làm sao để cho nó mượt nhất có thể là được. Đây cặp này này, xong bây giờ đi tìm cặp khác này, tay làm cặp này này đấy, mắt đi nhìn cặp khác này, đây chỗ này có một cặp này rồi, cho le này, cặp cuối cùng này, có nghĩa là 2 tháng mình chỉ làm như này thôi đấy, mà mình không bấm thời gian nhé, mình không tính thành tích là gì cả, và sau 2 tháng mình quay lại mình bấm thời gian thì nó cải thiện được rất là nhiều. Lúc ấy các bạn sắp 15 nó rất là dễ, nói chung là các bạn cứ làm mượt đi đã, sau rồi các bạn tăng dần tốc độ lên đấy. Đấy là dành cho những bạn sắp 15, thì sau khi mà xuống 15 thì các bạn lại xuống 13, các bạn lại luyện slow motion hoặc là cách nào đó, nói chung là không cần phải nhồi nhét công thức làm gì cả, đừng có cố gắng làm gì cả, các bạn luyện từ từ. Ví dụ bây giờ các bạn luyện này, các bạn đánh dấu này, ví dụ hôm nay là ngày ví dụ tháng 1 của năm 2024 đi, sau rồi 1 năm sau các bạn nhìn lại, các bạn gọi là ví dụ các bạn có thể quay video lại cũng được nhé, 1 năm sau các bạn quay lại, ngày xưa mình lại giải như thế này đúng không, ngày xưa mình cứ xoay 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 này, mình không lúc hết gì cả, nhưng mà 1 năm sau các bạn quay lại, bây giờ mình lúc hết tốt hơn ngày xưa đấy, trong khi đó mình không cần phải học công thức gì cả, nói chung là phải cải thiện, phải luyện tập đúng những cái cần cải thiện, và nó sẽ cũng sẽ có những cái mốc nhé, ví dụ 20 này, 17 này, 15 này, 13 này, 13 thì xuống, bắt đầu xuống 13 thì các bạn giảm từ từ, không phải một phát xuống nhanh được đâu, 13, 12 này, xong rồi 11 rưỡi này, xong rồi xuống 11,2 này, 11 này, những cái đấy là nó sẽ, nếu mà bạn làm luyện nhanh thì nó sẽ tầm khoảng 1 tháng 2 tháng, còn những bạn luyện mà chậm trình độ không được cao lắm lắm thì các bạn có thể luyện mất tầm khoảng 3-4 tháng, nhưng mà tùy, rất là nhiều người luyện cả năm cũng không được xuống 1 giây, không giải được xuống 1 giây, không rút ngắn thành tích được dưới 1 giây, chứ ví dụ các bạn giải nhá, các bạn luyện ví dụ 11 giây, các bạn có những bạn luyện 1 năm vẫn chưa được xuống sắp 10 đấy, có những người luyện nói chung là rất là mất thời gian, nên các bạn đừng có vội làm gì cả, ví dụ 10 này, ví dụ 10,9 này, xong đến 10,7 này, xong đến 10,5 này, 10,3 này, xong đến 10,1 này, xong rồi đến dưới 10 nhá, xong đến 9,9 này, xong có những lúc mà nó lại lên ví dụ lại lên đến 10,1, 10,2 giây, nhưng mà cái này mình đang nói đến trung bình 100 lần nhé, chứ mình không nói đến trung bình 5 lần nhé. Nên các bạn cứ cứ chơi khoảng tầm 100 lần xong nghỉ đấy, hoặc là các bạn chơi khoảng tầm 50 lần thôi, mỏi tay quá nghỉ, hoặc là chơi bị tăng thời gian nghỉ đấy. Nói chung là ngày trước mình cứ luyện cái kiểu đấy, ví dụ mà đang chơi cảm thấy chán quá, ví dụ cái thời gian mình chơi được khoảng ví dụ 12 giây nhá, mà trung bình mà lại cứ lên 13 giây, chơi nó cứ 13 14 giây nghỉ luôn không chơi nữa. Còn nếu mà chơi mà nó cứ căng nhanh, ví dụ ít nhất nó phải được 12 giây hoặc là nó xuống được 11 xuống 10 thì lúc ấy có hứng chơi tiếp. Đấy, nhưng mà chơi đến 100 lần nghỉ, chiều chơi tiếp hoặc là tối chơi tiếp, chứ đừng có cố gắng cày làm gì. Ví dụ đang 12 giây, chơi 13 14 giây xong cố gắng phải giải được 12 giây. Đừng đừng làm vậy. Nói chung là chơi bị tăng thành tích nghỉ luôn. Đấy. Và các bạn phải cải thiện từ từ chứ không phải là ngày 1 ngày 2 được đâu. Đấy. Nên là hy vọng là các bạn có thể gọi là cải thiện được một cái chút gì đó thông qua cái video này. Đấy, thì video nó cũng khá là dài rồi. Hoặc là mình cũng sẽ chia sẻ thêm một vài cái kinh nghiệm kiểu kiểu như thế này, hoặc là các bạn cần những cái gọi là video kiểu gì đó thì các bạn cứ comment dưới, mình sẽ làm video chia sẻ cho các bạn xem. Ok. Rồi, và nếu các bạn thấy hay thì quên lại chuyển một like, một share, một subscribe của mình. Và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Chào các bạn.